Vatican xác nhận chưa có ngày cụ thể tuyên thánh cho mẹ Teresa. Đức Tổng giám mục Paris nói, khi nỗi đau quá lớn, chúng ta hãy bám vào Chúa. Giới chức quốc phòng Pháp cảnh báo sự an ninh của Đức Thánh Cha ở Cộng hòa Trung Phi. Cha Paula Victor từ một nô lệ trở thành linh mục và được tuyên chân phước ở Brazil. Vatican xác nhận chưa có ngày cụ thể tuyên thánh cho mẹ Teresa. Mặc dù có tin đồn rằng đã có ngày cho việc tuyên thánh của mẹ Teresa Calcutta, phòng báo chí tòa thánh đã nói với CNA hôm thứ Tư rằng ngày ấy vẫn chưa cụ thể. Linh mục Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh xác nhận với CNA rằng có một dự án, một nghiên cứu được tiến hành cho việc tuyên thánh cho chân phúc mẹ Teresa. Tuy nhiên, Đức Francisco chưa đưa ra một ngày cụ thể nào cho việc tuyên phong này. Cha Benedettini nói, không thể khẳng định liệu sẽ có một cuộc họp của các hồng y vào tháng tới để thảo luận về việc tuyên thánh cho mẹ Teresa như đã được Vatican Insider loan tin. Trước đó, vào ngày 18 tháng 11, hãng tin AGI của Ý đã loan tin rằng đã có một ngày chính thức đề ra cho việc tuyên thánh của mẹ Teresa và sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2016. Tương tự như tin đồn mà các phương tiện truyền thông trước đây tung ra, mỗi lần như thế, Vatican phải làm rõ lại rằng vẫn chưa có gì chính thức được công bố. Mẹ Teresa được biết đến với những công việc phục vụ những người nghèo trong các khu ổ chuột của Ấn Độ và là đấng sáng lập dòng thừa sai bác ái. Việc tuyên thánh cho mẹ đang được Vatican tiến hành với những nghiên cứu điều tra về các phép lạ được cho là nhờ lời cầu bầu của mẹ. Hồi tháng 9, cha Celestino Rizzi, người làm việc trong bộ phong thánh của Vatican nói với CNA rằng Đức Giáo Hoàng rất quan tâm đến việc phong huyền thánh cho mẹ Teresa trong năm lòng thương xót sắp đến. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, cũng đưa ra xác nhận về ý tưởng tuyên thánh này trong năm thánh lòng thương xót. Đức Tổng giám mục Paris nói, khi nỗi đau quá lớn, chúng ta hãy bám vào Chúa. Trong thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Đức Bà Paris, Đức Tổng giám mục Paris nói rằng, cho dù có bất ổn và đau khổ vây quanh vụ tấn công khủng bố tuần qua, thì Thiên Chúa là nguồn sức mạnh và hy vọng. Trong bài giảng lễ ngày 15 tháng 11, Đức Tổng giám mục nói, những vụ giết người man rợ hôm thứ Sáu đen tối đã đẩy toàn thể các gia đình vào khủng hoảng sâu sắc. Và sự lo lắng này càng sâu sắc hơn nữa khi không một giải thích hợp lý nào có thể biện minh được cho việc những kẻ ác sát hại hàng trăm người mà chúng không quen biết. Khi nỗi đau và sự hoang mang trở nên quá lớn đến nỗi chúng ta không mang nổi, thì ai có thể giúp chúng ta vượt qua thử thách? Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris Rantor đưa ra nhận xét rằng sự an thần của thế gian hay Chúa của sự sống. Hàng ngàn người dân thủ đô đã tham dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công hôm 13 tháng 11 tại Paris. Ít nhất 129 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương sau một loạt các vụ đánh bom và xả súng khắp thành phố. ISIS là nhóm đã nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công này. Đức Hồng Y Von Tro suy tư về việc làm thế nào để đức tin Kitô giáo có thể giúp chúng ta trong tình thế hoang mang ập đến. Ngài nói, chúng ta không biết ngày nào, giờ nào cái kết của chúng ta sẽ đến. Tất cả chúng ta thấy và những gì đã xảy ra tuần qua nhắc nhở chúng ta rằng sự chết không bao giờ dứt và đôi khi nó ập đến một cách mù quáng. Dù không thể hoàn toàn hiểu được sự dữ xảy ra trong cuộc đời này, những người có đức tin chúng ta có thể bám vào niềm hy vọng và làm chứng về niềm hy vọng sẽ xoa dịu đau khổ. Sức mạnh để đối diện với các thử thách này là nhờ sự tin tưởng của chúng ta vào Thiên Chúa và nhờ khả năng của chúng ta cậy dựa vào Ngài. Sự ký thác vào Thiên Chúa là ánh sáng trên hành trình đời sống của chúng ta, thúc đẩy chúng ta liên kết với nhau và hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng của sự sống. Giới chức quốc phòng Pháp cảnh báo sự an ninh của Đức Thánh Cha ở Cộng hòa Trung Phi. Crocs Now đưa tin, các viên chức tại Bộ Quốc phòng Pháp, theo thông tin cho biết, đang cố gắng thuyết phục Đức Thánh Cha Francisco hủy bỏ lịch trình thăm Cộng hòa Trung Phi vào ngày 29 và 30 tháng 11,
vì lực lượng gồm 900 quân lính Pháp tại quốc gia đang có xung đột dân sự này có thể sẽ không đảm bảo được sự an toàn cho ngài. Phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết, những chuyến thăm của các vị giáo hoàng trước đây đã chưa từng bị hủy bỏ một khi ngày giờ đã được sắp lịch vì lý do an ninh. Vị phát ngôn còn cho biết thêm rằng, Đức Thánh Cha Francisco vẫn cam kết dừng chân tại Cộng hòa Trung Phi, một trong ba quốc gia Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ở lục địa châu Phi. Hai quốc gia còn lại là Kenya và Uganda. Quyết định vẫn tùy thuộc ở Đức Thánh Cha, vị phát ngôn Linh mục Ciro Benedettini cho biết. Đức Thánh Cha không hề lo ngại cho chính mình, nhưng chuyến thăm của Ngài có thể gây nguy hiểm cho nhiều người khác. Tòa soạn Le Monde, trụ sở tại Paris, đã tường thuật lại rằng các viên chức của Bộ Quốc phòng Pháp phát biểu với các phóng viên hôm 11 tháng 11 về việc chuyến thăm có thể gặp nhiều nguy hiểm và rằng quân đội của họ không đủ để đảm bảo sự an ninh. Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như lịch trình, chuyến viếng thăm của Đức Francisco tới Cộng hòa Trung Phi sẽ đánh dấu lần đầu tiên một vị giáo hoàng đã bước chân đến vùng đất mà chiến sự đang diễn ra. Bên cạnh nhóm quân sự Pháp, Cộng hòa Trung Phi hiện đang có 10.806 binh lính gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống Cộng hòa Trung Phi sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 12 sau khi bị hoãn lại từ tháng 11 bởi tình trạng bạo lực và sự bất ổn về mọi mặt. Tổng thống đương nhiệm Catherine Samba Panya đang phải vật lộn để duy trì tình trạng hòa bình. Cộng hòa Trung Phi có 80% là Kitô hữu và 15% là Hồi giáo. Vào năm 2013, một cuộc xung đột đổ máu đã nổ ra bởi nhóm nổi dậy Selaka được thành lập từ lực lượng Hồi giáo nhằm thay đổi chính phủ của Tổng thống François Boziz với cáo buộc ông đã vi phạm thỏa thuận ký kết năm 2007. Họ đã chiếm đóng thành phố thủ đô và ngay sau đó, nhiệm vụ của họ bao gồm việc hạ thủ các giáo phái và quân nổi dậy đã tàn sát thường dân. Xung đột leo thang khi nhiều cư dân hầu hết là người Kitô giáo thành lập lực lượng chiến đấu Palakha. Không lâu sau khi hình thành, nhiệm vụ của họ cũng lại dần trở nên đẫm máu. Từ việc bảo vệ làng mạc, họ đã bắt đầu phát động giết hại trả thù những người Hồi giáo vì oán hận hành vi giết hại các Kitô hữu trước đó. Cho tới nay, hơn 6.000 người đã bị giết hại, 1/4 dân số không có chỗ ở, trong đó hơn 400.000 người dân trở thành người tị nạn và 300.000 người phải bỏ trốn tới các vùng miền khác của đất nước. Đức Thánh Cha Francisco theo lịch trình, Ngài sẽ dành khoảng thời gian dưới 30 tiếng ở Bangui, nơi Ngài sẽ viếng thăm một trại tị nạn, gặp gỡ cộng đồng Hồi giáo tại một đền thờ và dâng hai thánh lễ. Giới quân sự Pháp mong Đức Thánh Cha sẽ giảm thời gian lưu lại Cộng hòa Trung Phi nếu Ngài không đồng ý hủy hết lịch trình của chuyến thăm cùng một lúc. Cha Paulo Victor từ một nô lệ trở thành linh mục và được tuyên chân phước ở Brazil. Cha Francisco de Paula Victor là một linh mục đặc biệt. Cha là người Brazil da đen đầu tiên được tuyên chân phước. Ngài cũng là người đầu tiên từ nô lệ trở nên một linh mục được đứng dâng thánh lễ trước bàn thờ. Cha sinh năm 1827, là một đứa trẻ nô lệ, đã làm việc và được huấn luyện để trở thành thợ may, nhưng Ngài đã mong ước trở thành một linh mục. Trong thời bấy giờ, nô lệ muốn làm giáo sĩ là một điều không thể, nhưng cha Paulo Victor đã làm được điều này. Ông Paulo Villota, cáo thỉnh viên cho biết, cha được cấp giấy phép đặc biệt để đi học và vào chủng viện, nhưng có rất nhiều khó khăn vì Ngài không phải là người được chấp nhận cách chính thức bởi màu da và bởi Ngài là một nô lệ trong thời ấy. Cuối cùng, cũng được truyền chức trở thành một linh mục, những giáo dân ở giáo xứ nhiệm sở đầu tiên của Ngài đã không tiếp nhận Ngài. Ông Paulo nói thêm, họ từ chối khi cha đến xứ, từ chối nhận bình thánh từ tay cha. Đối với cha, đó là giai đoạn thật khó khăn. Tuy vậy, ông Paulo Villota, cáo thỉnh viên án tuyên thánh của cha cho biết, cha Victor hết sức khiêm nhường, kiên nhẫn trong đức tin, vượt qua nạn kỳ thị chủng tộc cùng thành kiến để hoàn thành sứ vụ của mình. Bằng tình yêu và sống tinh thần trọn vẹn, cha đã chiến thắng trên từng người, mọi người đã lắng nghe cha, thậm chí khi chuyển xứ, đã có những cuộc biểu tình lớn muốn giữ lại cha, vị cáo thành viên cho biết. Cha Victor còn có công trong việc xây dựng một trường học lớn dành cho nhiều tầng lớp.
không phân biệt da trắng và da màu, giàu hay nghèo. Cha đã cho thấy đức tin và văn hóa đa dạng thúc đẩy xã hội phát triển. Cha Victor mất năm 1905, để lại mẫu gương đầy thánh thiện. Thánh lễ tuyên chân phước cho cha sẽ được cử hành long trọng tại thành phố Três Pontas, Brazil, nơi cha làm mục tử trong hơn 50 năm.